chào các bạn. Hôm nay chúng mình sẽ giới thiệu với các bạn động tác về vòng plank. Đầu tiên mọi người sẽ ngồi xuống, xoay động bàn tay và chống vị trí ngang với phần hông, mọi người thở từ từ đẩy người lên. Tiếp theo là duỗi thẳng chân và dựng phần gót chân, sao cho phần vai để gót chân người chúng ta có thể ngồi đứng thẳng. Với lần này thì chúng ta sẽ tác động lên toàn bộ phần cơ kho, cơ đùi sau và đặc biệt là phần cơ bắp tay sau. Động tác này ngược với động tác plank, đó là ở vị trí phần lưng dưới của mọi người nó sẽ được kích hoạt nhiều hơn, đặc biệt đó là phần đùi sau nữa. Động tác này mọi người nên thực hiện trong vòng 30 đến 45 giây và làm lại 3 đến 4 lần là kết quả tốt nhất. Chúc các bạn thành công.